Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của hệ thống siêu thị điện máy Ecomart. Một chiếc tivi màn hình lớn, giá siêu hấp dẫn, chỉ có tại siêu thị điện máy Ecomart. Model 75X80L được siêu thị điện máy Ecomart bán giá giảm hơn so với 2 ngày trước, giá còn 26.720.000. 75X80L có kích thước chiều dài 1m67, tivi màn hình 4K, độ sắc nét gấp 4 lần tivi Full HD thông thường. Hệ thống loa 2.0, công suất loa là 20W, chất âm thanh sống động và mạnh mẽ nhờ công nghệ loa Xpenser Speaker, công nghệ loa bất đối xứng, giúp cho âm thanh to và trong hơn. Kiểu dáng hiện đại, khung viền được thiết kế tràn viền 3 cạnh, được tinh giản và gọn gàng, giảm độ nhiễu, giúp cho TV được tầm nhìn tập trung hơn. Chân đế được thiết kế bằng chữ T úp ngược, vuông vắn với tivi, giúp cho tivi của mình nhìn tinh tế và sang trọng hơn. Một công nghệ không thể thiếu trên tivi Sony để giúp cho tivi của mình màu sắc sống động hơn và sắc thái tự nhiên, đó là giải màu Chilumilus. Hơn 1 tỷ màu sắc có trong giải màu này, có chức năng tái tạo mảng màu mở rộng hơn so với những công nghệ bảng màu cũ. Công nghệ này cho khả năng tái tạo những gam màu như đỏ, xanh lục hay xanh nam trở lên chân thực nhất, thể hiện được sự sặc sỡ và bắt mắt hơn. Với công nghệ Motion Pro XR200, tần số quét hình lên đến 60Hz, chuyển động mượt mà và đảm bảo mọi nội dung có tiết tấu nhanh, luôn chuyển động mượt mà và sáng rõ trong tất cả các cảnh. 75X80L sử dụng hệ điều hành Android, giao diện Google TV, hỗ trợ mọi người tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt ba miền Bắc Trung Nam cả trên remote và rảnh tay với câu lệnh OK Google. Vì vậy, khi mà cái hệ điều hành này mình sử dụng, nó sẽ được tối ưu hóa phù hợp với tất cả các dòng TV và vô cùng gặp ít lỗi của hệ thống. Bên cạnh đó, những khả năng tương thích và kết nối với rất nhiều thiết bị thông minh khác cũng được có trên TV 75X80L, được chia sẻ màn hình và điều khiển qua ứng dụng, phát nhạc qua đường truyền, kết nối qua các cổng như HDMI, USB. Mình chỉ cần kết nối dễ dàng Wi-Fi để mình có thể trình chiếu được màn hình điện thoại của mình lên trên chính chiếc TV này. Để sở hữu một chiếc TV màn hình lớn với giá hấp dẫn như vậy thì mọi người hãy liên hệ đến hotline của siêu thị điện máy Ecomart theo số 0243 965 6067 hoặc đến trực tiếp hệ thống siêu thị điện máy Ecomart Đông Anh, km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tới.